Thì đối với cái thể loại nhạc này thì anh em nào thích đem về đĩa còn cực mới luôn ha, hầu như là nó không có trầy xước gì hết, vì những cái đĩa này nó dạng trước bên nước ngoài nó giữ rất kỹ rồi, đĩa này là nguồn gốc từ Mỹ về luôn ha, hàng ship về. Thì cái này nó vì nó thích cái thể loại hòa tấu như thế này, nhẹ nhàng của Richard Clayderman này ha. Thì 20 bài hit rồi, đây xuất bản 1995, sản xuất tại Mỹ ha. Giá thì chỉ có 250 thôi. Đây, những cái đĩa này hiện giờ nó cũng rất là ít nha, vì chỉ có bên nước ngoài thôi ha.